đơn vị tổ chức Miss World Việt Nam lên tiếng trước lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi. Bà Phạm Kim Dung, CEO của công ty Sen Vàng, đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi. Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi. Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẽ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình, bà Phạm Kim Dung chia sẻ. Những ngày qua, trên các diễn đàn về nhan sắc xôn xao thông tin liên quan tới các phát ngôn của Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi. Theo đó, trên mạng lan truyền bức thư điện tử từ một khán giả được cho là gửi tới công ty Sen Vàng với nội dung đề nghị tước bỏ danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 của Huỳnh Trần Ý Nhi. Trong email, khán giả này cảm thấy Huỳnh Trần Ý Nhi đã có những phát ngôn thiếu suy nghĩ chỉ sau đúng một tuần nhận vương miện. Bên cạnh đó, người này cho rằng nhan sắc Ý Nhi còn nhiều hạn chế, không đủ tầm trở thành Miss World Việt Nam 2023. Một tuần sau đăng quang, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục nhận về phản ứng trái chiều khi phát ngôn. Nhiều khán giả cho rằng cô ứng xử kém tinh tế, mắc bệnh ngôi sao, thậm chí là tảo tưởng. Tranh cãi chính thức bắt nguồn từ lần vạ miệng, trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một Hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một Hoa hậu. Ý kiến trên có phần chủ quan, đánh đồng. Chính vì vậy cộng đồng mạng đã nổi giận, nhất là những người cùng độ tuổi với người đẹp sinh năm 2002. Từ ồn ào trên, khán giả liên tiếp đào lên hàng loạt phát ngôn khác của Ý Nhi, trong đó có câu, em hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của em cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em. Một số người chỉ trích người đẹp 21 tuổi đề cao bản thân khi đòi hỏi bạn trai phải thay đổi vì mình. Trước đó, cô từng được ủng hộ khi là Hoa hậu hiếm hoi dám công khai bạn trai khi vừa đăng quang. Cách đây ít phút, Hoa hậu Ý Nhi chính thức xin lỗi khán giả trên trang cá nhân sau những phát ngôn gây tranh cãi. Cô viết, Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị. Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai. Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình. Biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và ban tổ chức trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Hoa hậu Ý Nhi nói thêm, mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng, sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực, rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.